Hello, chào tất cả các anh em trên mọi miền tổ quốc nha. Nữa nè anh em ơi, bữa nay có siêu phẩm nữa nè anh em ơi. Dữ hơn siêu phẩm nữa. Kêu bằng người mẫu hoa hậu Việt Nam chứ không phải siêu mẫu anh em ơi. Đang live stream mài điện ta. Cái này kêu bằng Goando anh em ơi. Thì tiếp tục bữa nay là ngày 28 tháng 7 nha anh em. 2021 nha. Em mới mua được 6 con bò lứa nè anh em ơi. Đấy. 6 con bò lứa này kêu bằng là hoa hậu Việt Nam luôn chứ không phải còn nói là bò nữa anh em ơi. Đấy, để em quay chân cẳng hình tướng chậm gãy móng dép đầu cổ cho anh em coi ha. Đấy, con bò đó là bò móc nha anh em. Bò thứ hai. Đấy. Ghê hồn không? Lai nhông nhông, lai Long Bình, Italy không anh em ơi. Đòn dài ượt luôn á anh em. Thì mấy anh coi tham khảo kỹ đi. Thì ngày hôm qua em cũng, ngày kia chứ, em đăng lên 7 con bò đó. 7 con bò đó rồi qua nửa sau là em chốt giao dịch cho ông chú khách yêu quý ở Đồng Tháp rồi nghe anh em. Mới lên xe hồi sáng này là ông khách yêu quý ông chọn ngày 19 là ngày sủ gì đó anh em. Thì là bữa nay nè. Thì để mai mốt gì đó em rảnh rảnh em làm cái clip đi gom bò cho anh em coi. Còn cái này là con bò Thái nè anh em ơi. Trong chuồng bò này con bò này là độc nhất vô nhị luôn anh em. 6 con bò là con bò móc, bò Thái này là độc nhất vô nhị luôn. Quá trời tốt anh em ơi. Coi nè, coi cái bộ xương đó nè, cái lỗ tai nó là nó như cái tàu đu đủ cánh quạt cho anh em. Đấy. Mà nó hình móc nha anh em. Lỗ tai Thái luôn anh em ơi. Lỗ tai Thái luôn anh em ơi. Đấy. Anh em coi tham khảo cặn kẽ đi. Em quay rõ ràng cho anh em. Trong bầy bò này nè, 6 con bò này là tuyệt vời luôn. Mà một con bò là độc nhất vô nhị là con bò Thái nè. Đó em đang quay đó đó. Con bò này lỗ tai là dài xuống tới cái miệng luôn anh em. Anh em nào mà nhanh tay lẹ chân ngày hôm qua nay điện em 7 con bò trước đó. Thì em bán rồi. Thì bây giờ nè, nhanh tay lẹ chân lên coi bài bò này 6 con lận bắt về nuôi dỗ béo nè anh em ơi. Bò này là khỏi chơi luôn anh em ơi. Dàn xương hình tướng là dày mo luôn. Đấy. Thì bò này em cũng xin báo giá luôn nha anh em. Cũng xin báo giá luôn là 190 triệu. Giao về tặng nhà cho anh em mọi miền tổ quốc. Tây Ninh, Đắk Lắk, Vũng Tàu, là Đồng Nai, Long An, Đức Hòa, Đức Huệ đâu đó anh em. Mấy anh em mà cứ Kiên Giang rồi đó, đặc biệt là mấy anh Kiên ở Kiên Giang nha. Mấy ngày qua kia về đặt bò em nè. Anh coi tham khảo clip này mau lẹ, chốt mau lẹ nha. Giá này đưa ra là ok luôn á anh em ơi. Bò này bổ đồng mét 4 bò. Có hai con bò này, con bò em đang quay là con bò nhỏ nhất nha anh em. Bò đó mét 3 bò có dư chút đỉnh nè. Mét 3 5 phần anh em. Đấy, con bò đang quay là con bò đẹp nhất trong bầy luôn. Đó anh em coi đó, nó nhỏ nhất đây em quay hơi chậm hơi lâu chút xíu cho anh em coi đó. Kỳ. Thì nó hay em út trong bầy 6 con bò này nha anh em. Thì chạy bò của em là chạy bò Phúc Lộc là nằm ở bến đò Gạch Gọc. Trên bến đò Gạch Gọc 100m. Ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đó, để em quay lưng dai đôi luôn nha anh em. Đùi đít cứng nửng. Lưng dai đôi xương sát bò Lai Thái nha anh em ơi. Anh em coi tham khảo kỹ lên bò Lai Thái nè. Độc nhất vô nhị luôn nha anh em. Kiếm con thứ hai không ra nha anh em. Hiếm lắm mới được bầy bò 6 con bò lứa mà nó y gan vậy nè anh em, chuồng một nè. Mà đặc biệt là anh chủ anh nuôi là hằng sáng là anh thả lan chạy lông nhông hết trơn anh em. Để chút xíu anh thả lan chạy vòng như bài dịch cho anh em coi. Thôi bò móc nữa, bò thứ 6 đó anh em ơi, bò móc nó chạy đứt dây luôn rồi. Đấy, bò móc nữa đó. Đấy. Thì bài bò này 6 con rồi, trong đó có 3 con móc, 3 con trắng. Con móc này là nhỏ nhất nè. Còn con móc Lai Thái là lớn nhất. Đó, một móc Lai Thái cái tướng như Goldando của anh em. Đó, tên móc có đốm vàng đó 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 đó, đó. Đốm chân chủ cái hồng nó đốm vàng đó. Là 3 con móc 3 con trắng đấy anh em.
Bò này là 190 triệu nha anh em, giao mấy anh em về tới nhà mọi miền tổ quốc luôn nha. Thì dịch em cũng vẫn giao bình thường. Thì em mới lên đóng xe bò cho ông chú thân yêu ở Đồng Tháp mới đi giao về xong. Để em rảnh em làm clip cho mấy anh em coi. Để em thả dây ra nè, cho nó chạy lông nhông cho mấy anh em coi. Thấy cưng lắm anh em ơi. Con nào nấy như Ronaldo anh em ơi. Ronaldo với Messi không à, hoa hậu nước ngoài Việt Nam gì không anh em ơi. Số điện thoại trên màn hình là 0965185252, gặp em sang mấy anh em. Đấy. Bò là mấy anh em coi đi, hả dây ra là nó nhông thấy ghê không? Đó. Đó con bò lại thấy đó anh em, ghê hồn không? Quá dữ anh em ơi, con bò lại thấy. 6 con bò này là mấy anh em mà có nhanh tay lẹ chân thì bắt bài bò này về nuôi vỗ béo là ngon lành luôn nha anh em. Thì vừa qua cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ. Rồi, mong anh em nhanh tay lẹ chân ngang để vượt mấy con bò này uống nha anh em. Mấy con bò 7 con bò ngày hôm qua em bán rồi đó, để điện tới thì thông cảm đi ha. Em chốt cho khách yêu quý ở Đồng Tháp rồi. Rồi.